Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả đến với chương trình Talk Show giới thiệu đến với công ty Princess Lifestyle với bác sĩ Morita, Lưu Mỹ Linh, Phạm Khanh. Xin chào bác sĩ, chào Lưu Mỹ Linh. Chào Phạm Khanh, chào Lưu Mỹ Linh. Xin kính chào quý khán giả. Vâng, xin kính chào quý vị, chào bác sĩ và chào anh Phạm Khanh. Sắp tới Trung Thu rồi phải không ạ? Đúng rồi. Trung Thu rồi. Thưa bác sĩ, như vậy thì mình cũng có những món quà để gửi đến quý khán thính giả trong mùa Trung Thu này chứ, phải không ạ? Dạ, đúng rồi. Thưa quý vị, thứ bảy tuần này ra từ 2 giờ cho đến 10 giờ, giờ tối thì tại trước cửa Thương xá Phước Lộc Thọ thành phố Westminster, Little Sài Gòn TV phối hợp với Thương xá Phước Lộc Thọ sẽ tổ chức một cái chương trình lễ hội Trung thu cho cộng đồng. Thì trong cái ngày hôm đó xin mời quý vị đưa con em của mình ra cùng vui đón Trung thu với tất cả những em khác. Và có một điều lưu ý đó là nếu được thì chúng ta đi chung xe để mà có thể là có nhiều parking cho những người khác nữa. Chương trình bắt đầu từ 2 giờ chiều đến tận 10 giờ đêm, có cái chương trình gọi là thi ăn bánh Trung thu, rồi có những cái booth bán lồng đèn, bán những cái đồ chơi, trong đó cũng có những cái booth của các cơ sở thương mại cũng đến để mà gửi những cái món quà nhỏ nhỏ của các cơ sở thương mại nữa. Thành ra vì đi sớm nha, đi sớm để mà có quà. Một lần nữa, thứ bảy tuần này, ngày mùng 7 tháng 9 từ 2 giờ đến 10 giờ tối, 2 giờ chiều đến 10 giờ tối trước cửa Thương xá Phước Lộc Thọ thành phố Westminster, chương trình lễ hội Trung thu. Như vậy thì công ty cũng có bảo trợ trong chương trình phải không ạ? Đúng rồi. Nói tới Trung thu thì thường thường đó là chỉ có con nít nó ham phải không? Mà hình như con nít bên này thấy nó cũng không có ham gì mấy bác sĩ. Phải không? Tại vì bên này thật sự ra bên này nó có nhiều cái niềm vui khác trong một năm nữa. Tại vì bên giống như bên Việt Nam thì một năm mình có Tết, trẻ em thì có Trung thu, có hai cái đó thôi. Bây giờ thì người ta có thêm như là người ta cũng celebrate Thanksgiving hay là Valentine's Day theo Âu Mỹ, nhưng mà ngày xưa thì không có, cho nên là Trung thu nó có giá trị rất là lớn đối với các em, bởi vì được có đồ, có lồng đèn này, ăn bánh Trung thu nè. Đúng rồi. Như vậy đó. Còn ở đây thì chúng ta có rất là nhiều cái niềm vui khác nhau, mỗi một năm có biết bao nhiêu là dịp lễ, chưa kể là mình hòa trộn cái dịp lễ của người Mỹ và dịp lễ của người Việt Nam, thành ra một năm mình có một chục cái lễ luôn, một chục dịp lễ. Cho nên là với lại các em sanh ra ở đây không có nhiều cái sự hiểu biết về cái nền văn hóa của người Việt Nam, không có được nhiều lắm, cho nên không có ý tưởng về cái giá trị của cái mùa lễ Trung thu đối với các em như thế nào, cho nên nó cũng đối với các em nó cũng trở thành cái chuyện nó cũng hơi bình thường một chút. Là mình phải cảm ơn các cô chú ở trong cộng đồng là cố gắng giữ lại cái nền văn hóa Việt Nam, là mỗi một năm tổ chức những cái mùa lễ để cho chúng ta nhớ lại cái văn hóa của chúng ta là gì, lịch sử dân tộc là gì, để cho lớp trẻ dù là sanh ra ở hải ngoại nhưng mà vẫn còn biết được có một chút khái niệm về cái truyền thống của người dân Việt Nam chúng ta. Đúng đó rồi. Là một điều rất là đáng quý. Vâng. Chắc là mình cũng đi chơi Trung thu chứ. Không biết rồi. Là đài có cho mình lồng đèn không đây anh Khanh? Tuổi nào cũng được lồng đèn phải không? Hay là có giới hạn tuổi? Lồng đèn rồi thì là chưa kể là có những cái booth á mà các chụp hình chung với mấy chị Hằng nè, rồi vẽ mặt rồi này kia. Năm nay ai sẽ làm chị Hằng đây? Nhiều lắm rồi, đi ra Sài Gòn TV có nhiều cô Hằng lắm, chưa kể có những cô Hằng khác nữa mời đến nữa, tha hồ cho các em vô chụp hình với cô Hằng. Nhưng mà vui nhất á là hàng năm là có anh Thạch Hoàng á, mỗi lần cái chương trình hát của anh càng như anh đèn. Lồng đèn phải không? Trời ơi, ông tặng đèn anh nhiều cũng lắm. Bảo trợ lồng đèn này, năm nay anh cũng thì bảo đó, trợ lồng đèn. Mấy đứa nhỏ chờ đợi đến phần biểu diễn của anh Thạch Hoàng là để được tặng mấy cái đèn nhỏ nhỏ chớp chớp vui thôi, nhưng mà nó vui. Rồi đại khái là đi lại cái người lớn bây giờ cũng có trò chơi ăn bánh Trung thu. Mà tiền mặt năm ngoái thì thưởng 100 đô ai ăn nhất, vừa được ăn mà được tặng bánh Trung thu rồi còn được tiền mặt đem về nữa, vui quá. Thôi vậy thì mình cũng phải có cho người lớn chứ, bây giờ mà nếu mà con nít chơi không mà người lớn không có gì vui thì cũng không được phải không ạ? Thành ra là thường ăn bánh Trung thu mà mình thi ăn bánh Trung thu như vậy đó thì một người có thể ăn được maximum bao nhiêu cái? Ồ, có một cô ăn gần 2 cái trong vòng 1 phút rưỡi. Năm ngoái đó có một cô ăn coi như là 2 cái trong vòng 1 phút rưỡi. Có nghĩa là 3 phút cổ ăn hết hộp bánh Trung thu. Nhưng mà cái maximum là người ta ăn được bao nhiêu cái? Ồ, muốn ăn bao nhiêu ăn hả? Đúng rồi, không Linh hiểu, nhưng mà cái giải thưởng mà cái người mà đạt giải thưởng đó thì cái người 2 cái ăn được
ăn được hai cái thôi chứ chưa, không chưa Phạm Khanh là lại chưa có ăn được nhiều giống như người ta ăn thì hot dog ăn tới mấy chục cái hot dog đó, còn bánh trung thu này thì ăn được chừng trời ơi nó khô lắm, đâu có ai ăn bánh trung thu mà ăn được tới 5 cái đâu ha, chấp cho ăn vừa uống nước luôn mà chưa có năm nào Phạm Khanh thấy ai ăn hết hai cái luôn à. Cũng còn chừa lại chút mà cái hút mà một phút rưỡi là một họng vừa ngốn giống như là vậy đó. Thành thử ra như vậy là... cái record của người Mỹ khi mà người ta ăn ăn hot dog á ăn tới 30-40 cái hot dog đó, nhưng mà người Mỹ qua thi với bằng bánh trung thu mình ăn lại nha, chắc có lẽ ăn không lại thua Việt Nam mình luôn à, mỗi bánh lại... nó khác cái vị nó khác nữa cũng quyết định cái chuyện ăn uống. Nhớ cho mày cuối tuần này ra ai thử bảo à, cứ thử năm cho lên cho vui. Có người biết được cái record ăn được nguyên một bánh trung thu là 4 cái à 3 phút dễ sợ luôn á, không biết là phải là ăn nhiều nhất á, tức là ăn ai ăn được nhiều nhất ai nhiều nhất trong còn... vòng cái thời gian đó được. Là 1 phút rưỡi ừ. Chứ không phải là ăn nhiều thì ăn từ năm này qua năm khác không nói, nhưng mà à. Không biết là mùa trung thu bác sĩ Lưu Bình Linh có ăn bánh trung thu nhiều không? Ít lắm mình dạ chắc em, ăn được một miếng mà. Em được cấp tư được thật sự ra bây giờ ở bên đây nó không có thiếu đường nữa, thử ra là mình ăn một cốc tư là nhiều lắm. Ủa mà để mình nếm thử cái vị của cái bánh thì thật sự ra bánh nào giờ làm cũng tương đối khá giống nhau. Ủa mà thử ra là chỉ ăn một cái gốc tư mà thôi. Nhưng mà có một chuyện vui lắm là không biết ở đây, ở bên Việt Nam thì đúng hơn. Bên Việt Nam đó Phạm Khanh vừa rồi có về thấy ra là bây giờ người ta không có ăn được cái bánh trung thu mà người ta thích nữa. Vì lý do là hỏi 10 người thì là hết 9 người nói là mua bánh trung thu để tặng. Ừ. Tặng người này, tặng người kia, tặng người nọ. À, ra người này tặng mình thì mình phải tặng lại. Ừ. Tặng qua tặng lại, cuối cùng cái mà mình nhận được á là không phải cái bánh mà mình thích. À ừ. Rồi bây giờ bánh bên Việt Nam bánh làm bằng vàng nữa bác sĩ. Wow. Ờ bánh làm bằng có vàng. Có bánh trung thu tới cả 1.000 đô. Không biết là làm họ bỏ cái gì trong đó nhỉ. Yeah. Riết rồi thì là nói đó chung là để tặng là cho ta... những một số thành phần thôi. Yeah. Thực sự ra đây cũng là dịp để mà người ta biếu sáng lẫn nhau. Không à, chứ không phải là còn cái lễ hội trung thu con nít thì là dẹp qua bên hết rồi, đây chuyện của người lớn, không à, biếu sáng với nhau, thành ra bánh trung thu mới là bằng vàng rồi, nhưng ý nhân gì này kia hết, nhưng mà thật sự đâu mà nói đó, nhân gì thì nhân, nhưng mà sau này mình ăn á, chỉ á, bánh trung thu một là thập cẩm, hai là đậu xanh, có một chút trứng để mà cho nó có cái mùi bùi béo béo của trứng là xong, chứ còn mình ăn bây giờ cứ yến xào này kia tùm lum la, thật sự ra nó cũng vậy hả. Phải không? Nó cũng... nhiều khi bỏ nhiều thứ quá nó... Ừ. Nó đối với một số người cái khẩu vị họ lại ăn không được. Đúng rồi. Dạ vâng. À, thưa bác sĩ, trong những cái mùa lễ như vậy khi mà mình ăn uống những cái đồ ngọt như thế này nhiều quá đó thì nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe đó bác sĩ? Đường nếu... lên phải không ạ? Chắc chắn là đường nếu lên. Nếu mà cái người nào mà lượng đường nó đã có thể lên rồi thì giảm bớt lại cô. Còn người nào mà ăn vô mà thử sau đó và thiếu hồn nó bình thường thì vẫn không sao. Có những người cái cơ thể của họ nó tiêu hóa cái chất đường nó chậm hơn thì những cái người đó nó sẽ có cái nguy cơ là sẽ bị tiểu đường à bác sĩ? Nếu mà nó tiêu hóa chất đường chậm thì đúng rồi, tại vì cái chất insulin nó tiết ra không có đủ. Nó tiết đủ thì nó bùng bay lại, nó làm cho lượng đường mình nó giảm xuống liền. Bây giờ làm sao để mình test mình biết được là mình là cái người cơ thể của mình nó tiêu hóa chất đường được đúng hay là nó có vấn đề thì mình đi thử máu à bác sĩ? Thử máu mình nó nhầm luôn cái máy đo lượng đường nó thôi luôn. Dạ vâng. Còn cái vấn đề khi mà mình lâu lâu mà mình bị choáng váng, mình xỉu đó thì người ta nói là mình bị thiếu đường, người ta nói mình bị tiểu đường, mình bị mất đường, điều đó đâu có đúng. Đâu có phải là bị tiểu đường nó mới bị choáng váng, đôi khi cơ thể của mình cần sum ít đường quá nó cũng làm cho mình xỉu chứ đâu. Hai thứ bị hết cô dư lượng đường đó, nó cũng làm cho cô chán chán xỉu, mà cô thiếu chất đường cũng làm cho bị chán chán xỉu nữa. Nên hai cái này cũng đặc biệt, một là hypo glycemia hay là hyperglycemia, cái nào cũng bị hết. À vậy ạ. Dạ. Như vậy thì nếu mà mình thấy cái triệu chứng mình bị choáng váng nhiều quá, vậy mình phải đi mình test xem mình thuộc loại nào. Dạ đúng rồi. Chứ lại mình nhà mình đo mua cái máy đo đó. Nhưng mà mình đâu có bị tiểu đường đâu mà cần máy đâu bác sĩ. No, phải cứ nên. Cũng phải nên có. Bằng không thì tới nhà gia phòng bác sĩ nhờ đo giùm. À. Như vậy thì cả hai trường hợp nhiều quá hay là ít quá nó đều nguy hiểm hết. Đúng rồi. Hypo cũng bị cũng nguy hiểm mà hyper cũng nguy hiểm luôn. Cái nào nguy hiểm hơn hay là bằng nhau ạ? À? Cũng giống nhau thôi. Giống nhau. Thì nếu mà trong trường hợp mà mình ví dụ mình nói xỉu như vậy đi nhưng mà rồi nó sẽ dẫn ra biến chứng gì nữa không ạ? Nhiều cái lắm cô, làm cho bị nhiều khi cái não mình không làm việc, thận mình bị hư, mắt mình bị hư, cơ tay cơ chân, bị tim mạch, biến chứng nhiều lắm. Tức là trong trường hợp mà mình bị nhiều đường thì mình không nói, mà nếu mà mình ít đường mình cũng bị như vậy luôn. Dạ bị luôn. Cũng ảnh hưởng đến não bộ luôn. Dạ thưa đúng.
Wow, nghe vậy sợ quá anh. Sợ chứ. Mình không có ngờ là nó xảy ra. Khanh có gặp một bác ở bên Việt Nam á, thấy ngồi bác ngồi trước cửa chơi, mình hỏi bác bị cưa hết hai chân, mà là do bác nói là cái đó là hơi gọi là chủ quan á, không có để ý tưởng nó giỡn chơi á, ngày kia thì nó ra bị một cái vết thương, cái là cứ coi thường không có chuyện gì hết. Cái bắt đầu là nó ăn lên người rồi, cái thương nó không có lành phải không? Đúng rồi, cái phải cưa luôn, mà cưa luôn sau cái hai chân luôn, thành thử ra tiểu đường nguy hiểm quá, nên lâu lâu phải đi thử đường với bác sĩ. Dạ thôi đúng rồi. Dạ, nó ra nhiều cái chuyện khác nữa. Bây giờ thì xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài và sau đó chúng tôi sẽ trở lại ngay. Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh, cộng đồng luôn tình tương đến Princess Lifestyle đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle.